ChatGPT có thể tiếp tay cho tội phạm mạng. 60% nạn nhân trả tiền cho tội phạm khi bị dính mã độc tống tiền. Và nội dung chính trong chương trình hôm nay: ngân hàng không nhân viên. Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhịp sống số của truyền hình Công an Nhân dân. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:45 thứ năm hàng tuần trên kênh INTV. Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc phát triển hệ thống trực tuyến, thu hẹp các phòng giao dịch, hạn chế nhân viên đang trở thành xu hướng tất yếu của các ngân hàng và tổ chức tài chính. Hình thức giao dịch ngân hàng không nhân viên ngày càng trở nên phổ biến và có thể đáp ứng 90% giao dịch truyền thống. Điều quan trọng nhất, khách hàng chính là những người được hưởng lợi. Hãy cùng phóng viên của chương trình Nhịp sống số ghi nhận những thay đổi này trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, chương trình xin được bắt đầu với thông tin trong tiểu mục Cảnh báo số. ChatGPT có thể tiếp tay cho tội phạm mạng. Các nhà nghiên cứu tại Checkpoint Security cho biết ChatGPT có thể bị kẻ gian khai thác để phục vụ xây dựng phần mềm tống tiền hoặc viết email lừa đảo. Kẻ gian đang tận dụng sức mạnh của AI để viết mã lập trình cuộc tấn công mã độc tống tiền. Bằng cách khai thác mô hình ngôn ngữ lớn của trí tuệ nhân tạo, tội phạm dễ dàng tạo ra các email lừa đảo và mã độc. Trước đó, vào đầu tháng 2 năm 2023, công ty an ninh mạng BlackBerry cũng đã công bố khảo sát từ 1.500 chuyên gia IT. Trong đó, 74% chuyên gia cho biết họ cảm thấy lo lắng về việc ChatGPT tiếp tay cho tội phạm. Đồng thời, 71% trên tổng số người tham gia cho rằng ứng dụng của OpenAI đã được sử dụng để tấn công mạng và lừa đảo. Nạn nhân trả tiền cho tội phạm khi bị dính mã độc tống tiền. Mã độc tống tiền vẫn sẽ là chủ đề hot trong năm 2023 vì nó rất dễ sinh lợi và dễ thực hiện đối với những kẻ tấn công với rủi ro bị trả thù thấp. Theo một nghiên cứu, 60% nạn nhân thực sự trả tiền chuộc cho tội phạm khi bị tấn công mã độc tống tiền. Các công ty này muốn bảo vệ danh tiếng của họ, dữ liệu của khách hàng và tránh những hậu quả về tài chính, hình phạt do luật bảo mật dữ liệu chặt chẽ hơn ở nhiều khu vực. Các chuyên gia bảo mật khuyến nghị nguyên tắc cơ bản để tự vệ trước các cuộc tấn công luôn là bảo vệ an toàn mạng đúng cách, bao gồm đào tạo, nâng cao nhận thức cho nhân viên và thường xuyên vá các hệ thống quan trọng để có biện pháp đối phó. Đây cũng là lúc cần xem xét đến công cụ quản lý lỗ hổng bảo mật. Thời gian gần đây, chúng ta đã nghe nhiều về cụm từ ngân hàng không nhân viên. Vậy cụ thể, ngân hàng không nhân viên sẽ đem lại cho khách hàng những trải nghiệm như thế nào? Công nghệ gì giúp duy trì hoạt động và đảm bảo an toàn cho những điểm giao dịch ngân hàng tự động đó? Trước kia, khi có bất kỳ nhu cầu gì đối với các dịch vụ của ngân hàng, thì quý vị sẽ phải đến ngân hàng và làm các dịch vụ với nhân viên ngân hàng vào đúng giờ hành chính ngân hàng thực hiện. Tuy nhiên thì hiện nay thì với hệ thống ngân hàng trực tuyến thì quý vị sẽ không phải làm việc đó nữa và mọi lúc mọi nơi chúng ta đều có thể thực hiện các cái dịch vụ. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng tôi trải nghiệm dịch vụ đó. Chị đang cần hỗ trợ gì tại máy vậy ạ? Em ơi, chị đang muốn cấp một chiếc thẻ ATM mới tại máy. Đến sau hỗ trợ chị Nhung là mở tài khoản và bắt hành thẻ ATM nhé. Mấy sơ cường quét khuôn mặt đầu tiên, chị vội lòng nhìn vào camera màu đen bên dưới màn hình giữ yên 10 giây giúp em nha. Dạ, máy quét được rồi, em cảm ơn chị Nhung ạ. Chị đang dùng giấy tờ là chứng minh nhân dân hay là căn cước công dân ạ? Chị đang có căn cước công dân. Dạ, vô lòng nhìn sang bên tay trái của chị, sẽ có một khe căn cước công dân đang sáng đèn á. Chị vô lòng đưa căn cước vào khe bên trái để giúp em nha. Dạ, vô lòng cho em xin số điện thoại của chị sẽ dùng đăng ký với ngân hàng luôn nhé. Khoảng bao nhiêu lâu thì chị nhận được thẻ ATM? Dạ vâng, khi mà thủ tục đăng ký của chị thành công á, thì máy sẽ in luôn thẻ ngay tại máy, chị sẽ lấy thẻ ngay luôn ạ. Chỉ một vài thao tác và có một cô nhân viên hướng dẫn trực tuyến thì ngay lập tức tôi đã có một chiếc thẻ ATM mới. Điều này thì trước kia tôi đã phải mất rất nhiều thời gian giao dịch tại phòng giao dịch và thậm chí là không được lấy luôn những chiếc thẻ như thế này. Không đơn thuần chỉ là ATM, điểm giao dịch không nhân viên đang là cuộc đua sôi động của các ngân hàng. Ngân hàng Nam Á ra đời hệ sinh thái số OneBank, VPBank xây dựng VPBank Neo Express, Vietinbank có AATM.
MB Bank phát triển Smart Bank, Techcombank vận hành ATMC và còn rất nhiều ngân hàng khác đang và sẽ tham gia đường đua xây dựng hệ thống ngân hàng tự động. Tại những điểm giao dịch tự động, khách hàng có thể nộp hoặc rút tiền, gửi tiết kiệm, mở tài khoản, thanh toán hóa đơn, giao dịch và chuyển chứng từ vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Mục tiêu chung của các ngân hàng là nâng cao trải nghiệm cho khách hàng theo xu hướng thời thượng, không nhân viên phục vụ, một chạm, không tiếp xúc bằng việc áp dụng trí tuệ nhân tạo. Tôi vừa thực hiện giao dịch rút tiền thì tôi không cần phải mang thẻ ngân hàng hay là căn cước công dân để ra rút, mà thay vào đó tôi có thể nhận dạng khuôn mặt hay là dấu vân tay để có thể rút được tiền tại cây. Không như những giao dịch trước thì rất nhiều thủ tục dườm già hay là phải mang căn cước công dân này, mang thẻ ngân hàng đến để rút. Mình giao dịch ở đây rất là tiện, mà kiểu như không làm phiền, không phải xếp hàng ấy, vào cái là nộp tiền luôn. Nói chung trải nghiệm rất tốt. Với một số cái dịch vụ ngân hàng mà trước kia thì đối với tôi thôi ạ, ví dụ như gửi tiết kiệm hoặc là rút tiền tiết kiệm thì bắt buộc là tôi phải đến với phòng giao dịch tiếp xúc với các nhân viên. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi điều đó và mang lại những cái tiện ích khi mà thực hiện các cái giao dịch trên ngân hàng số ạ? Như chị đã biết thì các phòng giao dịch truyền thống thì được giới hạn về mặt không gian và thời gian. Cùng lắm là cũng chỉ có thể mở được 5 đến 6 ngày trong tuần hoặc là 8 đến 10 tiếng một ngày. Trong khi thì nhu cầu của khách hàng ngày càng cao. Như vừa rồi chị có nói đến vấn đề về gửi tiết kiệm. Nếu như chị có một cái khoản tiết kiệm mà vào buổi tối và muốn gửi ngay thì cái phòng giao dịch truyền thống sẽ không thể làm được điều đó cho chị. Nhưng mà các trạm giao dịch tự động của chúng tôi thì vì đã được set up mở cửa 24/7 và 365 ngày, không có nghỉ lễ Tết, nên là khách hàng hoàn toàn có thể thoải mái để có thể đến giao dịch bất kỳ thời gian nào. Ngoài ra thì đến cái phòng giao dịch tự động thì các anh chị cũng không cần phải bắt buộc mang theo giấy tờ tùy thân, mà hoàn toàn có thể sử dụng chính cái khuôn mặt hay vân tay của mình là cái yếu tố sinh trắc học mà duy nhất của mỗi người để có thể giao dịch một cách rất là nhanh chóng và quan trọng nhất là vẫn rất là an toàn. Câu nói an toàn của anh thì chính là một trong những cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng là không chỉ tôi đâu ạ, mà tất cả các khách hàng khi giao dịch các cái dịch vụ của ngân hàng đều lo lắng cái việc đấy. Vậy thì để mà chuyển sang giao dịch một cái hệ thống ngân hàng mà không có nhân viên, không có bảo vệ của ngân hàng thì ngân hàng mình đã phải chuẩn bị những cái bước như thế nào và cái hệ thống phục vụ ra sao ạ? Vâng, câu hỏi của chị rất là hay. Thì để mà gọi là thiết kế được một cái phòng giao dịch tự động mà không hề có một cái nhân viên nào thì phải dựa trên rất là nhiều các công nghệ. Nhưng mà ngày hôm nay thì chắc tôi sẽ chỉ trao đổi một cái công nghệ rất là cốt lõi thôi. Trong ngân hàng thì chúng tôi có một cái thuật ngữ là định danh điện tử, hay là gọi là eKYC đó. Thì thay vì việc mà các giao dịch viên trước đây sẽ sử dụng mắt thường của họ và với những cái phục vụ của họ để có thể là xác minh hoặc là xác thực được khách hàng dựa trên là chứng minh nhân dân, chữ ký hay là thậm chí là soi cái dấu vân tay trên tờ giấy, thì với cái công nghệ mới này họ áp dụng những cái công nghệ rất là tối tân như là trí tuệ nhân tạo, như là máy học, như là dữ liệu lớn hay là công nghệ nhận diện sinh trắc học để mà có thể là nhận biết được cái người khách hàng đó có phải thật sự là anh ta hay không, nhận biết được cái chứng minh nhân dân đó có phải là chứng minh nhân thật hay là giả hay không. Và quan trọng nhất, cái công nghệ mà quyết định một cái gọi là sự sống còn của cái phòng giao dịch tự động chính là cái phương thức xác thực sinh trắc học như tôi đã nói. Giọng nói, khuôn mặt hay là vân tay là những yếu tố duy nhất của con người. Nó rất là khó để có thể làm giả. Trong quá trình chuyển đổi số thì chúng ta đều thấy được rằng là dữ liệu cũng như là sự đồng bộ của dữ liệu luôn là yếu tố quyết định và cũng là quan trọng để chúng ta có thể chuyển đổi số một cách tốt nhất. Vậy thì với cái việc mà chúng ta có trung tâm dữ liệu dân cư của Bộ Công an, đặc biệt là đối với thẻ căn cước công dân gắn chip, thì nó đã có một phần góp một phần như thế nào trong cái việc giao dịch của các cái dịch vụ ngân hàng trực tuyến của ngân hàng mình? Vâng, chính xác. Đó cũng chính là điều mà chúng tôi cảm thấy rất trân trọng trong thời gian gần đây, khi mà đã có tới khoảng 80 triệu công dân đã có căn cước công dân gắn chip và Bộ Công an cũng như là Chính phủ cũng đang dần phổ cập cái định danh điện tử VNEID. Đó chính là cái cơ sở dữ liệu tập trung mà rất là quý giá, quý báu với không chỉ ngành ngân hàng mà tôi nghĩ với tất cả các ngành khác. Trước khi có căn cước công dân gắn chip, khi mà chúng tôi thống kê trong hệ thống của mình thì có phát hiện ra là hóa ra công dân Việt Nam có tới 12 loại chứng minh nhân dân, căn cước công dân và chứng minh thư khác nhau. Và điều đó là một cái điều mà rất khó cho ngân hàng hay cho bất kỳ một cái tổ chức tài chính nào có thể là mà gọi là quản lý được cái thông tin về khách hàng.
Thì kể từ khi mà có cái căn cước công dân gắn chip và phổ cập nó tới 80 triệu người dân, cũng như là sau này chúng ta sẽ có cái cơ sở dữ liệu tập trung về quốc gia, thì điều đó nó đã đồng bộ hóa được cái đầu vào là cái thông tin của khách hàng cho tất cả các ngân hàng, giúp cho việc là phát hiện ra là họ có sử dụng những cái giấy tờ tùy thân hay là chứng minh nhân dân thật giả rất là dễ dàng cho ngân hàng. Và điều đó nó vừa bảo vệ quyền lợi của khách hàng cũng như là chính các tổ chức tài chính. Dữ liệu dùng chung luôn là một yếu tố hết sức quan trọng trong quá trình chúng ta chuyển đổi số, đặc biệt trong đề án của chính phủ để chúng ta sẽ thành lập dữ liệu quốc gia. Đây chính là một trong những mấu chốt quan trọng để giúp không chỉ hệ thống ngân hàng cũng như là người dân được phục vụ một cách tốt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Công nghệ số đang tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực ngân hàng. Trước đó, nhiều ngân hàng đã đồng loạt triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip vào các giao dịch tài chính. Thay vì phải mang theo nhiều loại giấy tờ cùng thẻ ngân hàng, người dân có thể rút tiền và nộp tiền tại ATM của ngân hàng chỉ bằng thẻ căn cước công dân gắn chip. Việc xác thực và đối chiếu thông tin qua thẻ căn cước công dân gắn chip cũng đã tạo ra sự thay đổi đột phá, đem lại lợi ích cho cả hai phía, khách hàng và doanh nghiệp. Đi thực hiện giao dịch ở ngân hàng thì cái tính bảo mật là rất là quan trọng. Thì em thấy là việc thực hiện bằng căn cước công dân cũng thứ nhất là tiện, thứ hai đấy là nó vẫn có những cái tính bảo mật xác thực. Chính vì thế cho nên là em hoàn toàn có thể giao dịch yên tâm. Nó là một cái giải pháp mới rất là an toàn, bảo mật cũng như là rất là tiện lợi cho công dân. Bởi vì là như trước nay khi mà ra ngân hàng thì một là bọn mình phải vào quầy để giao dịch viên phục vụ, hoặc là mình phải có thẻ. Thì bây giờ nhiều lúc mà mình quên thẻ thì mình có thể dùng căn cước công dân để mà mình giao dịch luôn. Thì mình có thể rút tiền tại máy tự động của ngân hàng, hoặc là mình chuyển tiền trên cái khu e-zone của ngân hàng. Thì mình thấy là cái đấy nó rất là phù hợp với nhu cầu của khách hàng như bọn mình. Thời gian qua, ngành ngân hàng đã đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng cho chuyển đổi số. Động lực để nhiều ngân hàng quyết tâm thực hiện chuyển đổi số đến từ sức ép thay đổi của thị trường, cũng như chuẩn bị có những tham vọng lớn lao trong tương lai. Những công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, máy học, dữ liệu lớn đều đã được nghiên cứu, ứng dụng tại nhiều ngân hàng Việt Nam để nâng cao năng lực hoạt động, phân tích nhu cầu khách hàng, mở rộng hệ sinh thái số. Theo số liệu của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, 96% các ngân hàng đang xây dựng chiến lược phát triển dựa trên công nghệ 4.0 và 92% ngân hàng đã phát triển dịch vụ ứng dụng trên Internet. Sự thay đổi này đang gia tăng trải nghiệm tích cực cho người dùng, hướng đến phục vụ khách hàng tốt hơn. Đến đây thì thời lượng của chương trình Nhịp sống số tuần này của chúng tôi cũng đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19h45 thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV.